Anh ơi, bất động sản rất khó khăn, liệu ngành ngân hàng 2023 có nguy hiểm không? Thì hôm nay chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này của bạn. Đó là ngành ngân hàng năm 2023 sẽ như thế nào? Thì đầu tiên là về cơ hội đi. Thì tăng trưởng tín dụng thì chúng tôi cho rằng 2023 vẫn ở mức cao là từ 13 đến 15%. Đúng không ạ? Đó là một mức rất cao, từ đó hỗ trợ cái kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng tốt. Thứ hai là thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ dồi dào hơn so với năm 2022. Khi mà cái chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước được dự báo là sẽ nới lỏng trong cái năm 2023, do là ngân hàng nhà nước vừa mới công bố là họ sẽ mua đô vào để bơm tiền ra bên ngoài, do cái giá đô bây giờ cũng hạ nhiệt rất nhiều rồi. Thứ ba nữa là cái kênh trái phiếu và cổ phiếu vẫn khó huy động vốn, bởi vậy cho nên kênh ngân hàng là một cái kênh được hưởng lợi đó, các cái nhu cầu dồn hết vào kênh ngân hàng, thế do đó họ có quyền rất lớn ở trong cái vấn đề này. Thứ tư đó là sức khỏe tài chính của các ngân hàng rất tốt, tức là hệ số K, hệ số an toàn vốn thì rất cao. Trung bình của ngành ngân hàng là cao gấp rưỡi so với yêu cầu tối thiểu của ngân hàng nhà nước. Rồi những ngân hàng hàng đầu thì nó cao gần gấp đôi so với yêu cầu của ngân hàng nhà nước. Rồi là cái quản trị rủi ro của các ngân hàng hiện nay thì tốt hơn so với giai đoạn trước rất rất nhiều lần. Bởi vì họ phải tuân thủ rất nhiều các cái tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ Basel 2, Basel 3. Rồi là tự bản thân họ thì cũng phải nâng cao cái chất lượng quản trị rủi ro, áp dụng công nghệ đánh giá rất chặt chẽ vào. Rồi là hiệu quả sinh lời ROE của các ngân hàng thì rất cao, trung bình thì cao gần gấp đôi so với những doanh nghiệp còn lại niêm yết ở trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Và thứ năm là định giá các cái ngân hàng hiện nay ở mức gọi là rẻ trong lịch sử của nó, tức là nó rẻ tương đương với cái giai đoạn suy thoái khủng hoảng 2011-2013. Thế do đó là định giá là rất hấp dẫn. Còn về rủi ro thì nợ xấu gia tăng, đặc biệt là tại những cái ngân hàng nhỏ do chất lượng khách hàng không cao. Bởi vì những ngân hàng nhỏ vay với lãi suất rất cao và cho vay ra với lãi suất cũng rất cao, do đó là những khách hàng chất lượng kém, do đó là đặc biệt những ngân hàng nhỏ thì họ sẽ bị nợ xấu tăng cao, đúng không ạ? Tăng cao khiến cho cái tăng trưởng lợi nhuận chậm lại, thậm chí những ngân hàng nhỏ là tăng trưởng giảm cơ. Rồi thứ hai là rủi ro thanh khoản hệ thống và rủi ro trái phiếu vẫn còn trong năm 2023, thì do cái áp lực đáo hạn trái phiếu 2023 vẫn còn tương đối lớn. Và thứ ba là cái NIM, tức là cái phần chênh giữa lãi huy động và lãi cho vay ra của các cái ngân hàng trung bình về cơ bản là giảm trong cái năm 2023 này, bởi vì cái lãi suất huy động đầu vào khá là cao, trong khi việc cho vay ra thì cuối năm 2022 còn được rất cao, nhưng 2023 thì dự báo là cho vay ra có thể không được quá cao nữa. Đó là những cái rủi ro và cơ hội đối với ngành ngân hàng. Thì chúng tôi cho rằng ngành ngân hàng là một ngành sẽ có khó khăn gia tăng trong năm 2023, nhưng nó dễ dàng vượt qua được, bởi vì cái chất lượng quản trị rủi ro của các ngân hàng bây giờ rất tốt, hệ số an toàn vốn rất cao. Thế do đó là họ sẽ dễ dàng vượt qua một cách tốt đẹp, và chúng tôi dự báo cái tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng 2023 vẫn đạt khoảng trên 10% so với năm 2022. Và những ngân hàng nào đáng chú ý? Đó là có thể kể đến, đó là ngân hàng Techcombank, ngân hàng VIB, ngân hàng VPBank, ngân hàng Vietcombank và ngân hàng ACB. Theo quý vị thì quý vị đánh giá ngành ngân hàng như thế nào? Hãy comment xuống phía dưới cho chúng tôi cùng biết ạ.